vị khán giả, ngay bây giờ thì anh Thư đang có mặt tại Lido Sài Gòn, miền Nam California để gửi đến quý vị những ghi nhận về phản ứng của người dân Lido Sài Gòn trước trận đấu túc cầu giữa đội tuyển Hoa Kỳ và Argentina trong mùa giải Copa America lần này. Ngày hôm nay trận đấu giữa Hoa Kỳ và Argentina thì đương nhiên là mình ủng hộ cho đội Hoa Kỳ rồi, nhưng mà chú nghĩ sao về trận đấu này, về năng lực giữa hai đội? Theo tôi nghĩ thì đội Argentina thể lực vẫn mạnh hơn đội Mỹ, nhưng mà đội Mỹ lợi thế cái được sân nhà. Anh nghĩ là USA phải cố gắng hết sức mới được thắng cái đội hạng nhất của thế giới. Mình cũng ủng hộ Hoa Kỳ đó, nhưng mà biết là yếu hơn là đội Argentina. Hiện giờ tỷ số đang bị là 3-0 rồi đó. Hy vọng là đừng có thua thêm nữa, đừng có như là Mexico thua nặng quá. Nói chung là mình cũng ủng hộ nước nhà, đội nhà. Tại vì mình cũng muốn là gỡ quà thôi. Mà bây giờ gỡ không nổi, ăn quá đậm. Thành ra thôi mình cũng hy vọng là tỷ số có thể gỡ lại 3-1, ok. Lấy lại những gì đã mất. Chú nghĩ sao về trận đấu ngày hôm nay giữa Hoa Kỳ và Argentina? Trận đấu ngày hôm nay thì giữa Hoa Kỳ và Argentina, nhưng mà mình đá Hoa Kỳ đá không lại, nhưng mà còn có tinh thần cao, đồng bào rất là ủng hộ. Ở Hoa Kỳ là rất ủng hộ cho đội Mỹ, nhưng mà đá không lại, kỹ thuật còn thấp kém. Yeah. Và kết thúc trận đấu Mỹ thua, Hoa Kỳ thua cho Argentina là 0-4. Vậy thì cảm xúc của chú bây giờ như thế nào khi mà cái đội tuyển mà mình ủng hộ đã không thắng được? Thì mình cũng phải cố gắng, mình yêu cầu là đừng nản lòng, thì cố gắng cả thể mùa đến năm đến sẽ gặp lại. Theo cái nhận xét của mình thì đội Mỹ nó bị thiếu mất ba người hàng tiền đạo rất là nổi tiếng, bị thẻ đỏ, vì thế phải ra sân. Thì thấy khi mà thấy những người phụ vô thì nó cũng ăn rơ. Vì thế khi mà cái đội đã trên chân rồi mà mình đã là dưới cơ nữa, mà bị mất ba cầu thủ nữa, thì cái đó là bị đấu pháp đã bị rối loạn. Vì thế mình cố gắng hết sức mình, nhưng mà khi đã người ta đã trên chân và kinh nghiệm ta đã nổi tiếng rồi thì mình đá với kết quả 4-0 đó là cũng hợp lý thôi. Nhưng mà mình vẫn thương là những người Việt Nam, mình vẫn ủng hộ đội Mỹ. Và đó là những hình ảnh và chia sẻ ghi nhận được. Anh Thư tường trình cho SBTN từ Lido Sài Gòn, miền Nam California.